Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay khu vực Hà Nội tiếp tục rét đậm, sáng sớm trời có mưa nhỏ vài nơi. Mưa ẩm kèm với lớp mây dày nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp với mức nhiệt độ từ 13 đến 14 độ. Khoảng 9 giờ thì mây mỏng dần, trời tạnh mưa, nhiệt độ nhích tăng dần nhưng rất nhẹ. Đến 11 giờ mới đạt ngưỡng là 15 độ, cảm giác vẫn rất cóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay rơi vào khoảng 17 độ vào cả buổi chiều. Sau 17 giờ thì nhiệt độ sẽ giảm dần và độ ẩm không khí ban ngày dao động từ 62 đến 82%. Trời lạnh là thời điểm có nhiệt độ thấp và độ ẩm cao khiến các gân cơ bị co rút, dịch khớp cũng đông hơn bình thường. Đồng thời lúc này cơ thể ít vận động hơn nên lưu thông máu cũng kém đi, làm giảm máu nuôi khớp, khiến sụn và màng hoạt dịch khớp bị tổn thương. Đặc biệt là với người lớn tuổi mắc các bệnh lý khớp mãn tính do khớp bị thoái hóa như là viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp cũng là các nguyên nhân gây đau xương khớp khi thời tiết lạnh và rét đậm. Vì vậy, để xương khớp luôn khỏe mạnh, quý vị nên vận động, tập thể dục nhẹ nhàng, tùy thuộc theo thể trạng. Khi khớp có các dấu hiệu như là đau nhức, tê cứng thì có thể làm nóng bằng dầu hoặc túi chườm sẽ khiến cho các mạch máu được giãn ra, khí huyết được lưu thông. Ăn uống đủ dưỡng chất, hạn chế thừa cân béo phì gây thêm các áp lực cho khớp. Và sau đây sẽ là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với nhiệt độ dao động từ 13 đến 17 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ dao động từ 12 đến 16 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, nhiệt độ dao động từ 13 cho đến 17 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, nhiệt độ dao động từ 13 đến 17 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.